tại vùng biển sâu thẳm, nơi mà ánh sáng không thể vươn tới và âm thanh dường như bị nuốt chửng, có một thiếu nữ thô mình trong bóng tối giá lạnh. Không ai biết nàng từ đâu tới và cũng chẳng ai biết điều gì về quá khứ hay câu chuyện của nàng. Nàng chỉ là một phần của dòng nước, như một bí mật của biển cả. Trong cái lạnh lẽo và tĩnh lặng của đại dương tâm hồn ấy, nàng chìm dần, càng lúc càng sâu hơn. Chỉ dấu trong đoàn giữa tối tăm mà theo như tâm hồn trong lòng chẳng thể làm chúng tôi cần trên tôi mắt khám trong tôi dòng nước mạnh mẽ thì em sẽ chắc để nhanh tay chẳng thấy được mình nghe thôi tôi còn đang phải tâm chìm sau lễ phản đi đến đâu được chẳng biết sẽ ra làm sao và trong mộng tia sáng giờ nơi tôi qua mang đến tối tăm khám thương tâm khám thương tay ngay chúng mình thương chia về nơi đây mà ta không có tin tàn thương sao vào tâm thì chẳng đượcHãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.